Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Năm mới đã về, chúng tôi kính chúc quý vị và gia đình một năm mới thật hạnh phúc đầy tràn hồng ân. Kính thưa quý vị, ngày đầu năm, giáo hội dành để mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trong cuộc sống gia đình, hình ảnh và vai trò của người mẹ thật quan trọng biết bao. Mẹ bao giờ cũng là người giữ gia đình khỏi bao sóng gió. Trong tâm tình ấy, chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe bài hát Thuyền Con, một sáng tác của nhạc sĩ Viễn Xứ. Xin dâng lên mẹ gia đình giáo hội trong ngày đầu năm để qua lời chuyển cầu. Với tình yêu của mình, thuyền con sẽ không còn lênh đênh, không còn gặp sóng gió. Trước khi cùng nghe tiếng hát của hai ca sĩ Diệu Hiền và Xuân Trường, chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe những tâm tình của chính tác giả, nhạc sĩ Viễn Xứ. Cái bài Thuyền Con được viết vào năm 2000. Và lúc đó thì tất cả mọi người đều xôn xao về một cái đề tài rất nóng bỏng, đó là những cái tư tưởng, những cái trào lưu đánh vào cái nguồn gốc, cái nền tảng luân lý đạo đức của gia đình, của hôn nhân. Nó có thể ví như là một cái cơn sóng dữ vậy. Và tôi cũng trong sự bàng hoàng để tưởng tượng tới những giai đoạn sau, khi con cháu của mình nó sẽ nhìn thấy hình ảnh gia đình làm cái gì khác đi, không giống như tất cả cái gì mình đang suy nghĩ, thì thấy lo sợ. Trong cơn lo sợ, tôi lại liên tưởng, hồi tưởng tới cuộc vượt biên ngày xưa trên một chiếc thuyền nhỏ bé giữa biển khơi, không biết đâu là bến là bờ. Và khi ngồi trên con thuyền, nhìn những cơn sóng từng hồi đập vào mạn thuyền, sự lo sợ. Cái hình ảnh mà viết về con thuyền đó có thể như thế này: thuyền con trôi lênh đênh, mịt mùng không thấy bến, chập trùng trong bóng tối. Thuyền con ôi mong manh, bập bềnh bao sóng sánh, sợ chìm theo sóng đánh. Đó là cái nhịp của cái bài nhạc, cũng như là cái nhịp điệu của con thuyền, sóng đánh con thuyền. Cái cảm giác lúc đó thật sợ hãi. Tất cả mọi người chỉ biết nhìn lên trời cao và trông cậy ở Đức Mẹ. Thì trong cái tâm tưởng đó, tôi nghĩ tới lời cầu xin. Mà lời cầu xin là chính cái phần điệp khúc mà Kinh Hãy Nhớ chúng ta vẫn thường đọc: xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Hơn bao giờ hết, đầu năm mới này chúng ta vẫn xin Đức Mẹ cầu bầu giúp cho gia đình chúng ta, cho quê hương chúng ta và cho toàn thế giới thoát khỏi những cơn sóng gió sợ hãi ở trên. Thuyền con trôi lênh đênh, mịt mùng không thấy bên, chập trùng trong bóng tối. Mẹ ơi xin dẫn lối, là sao sáng rạng ngời, đưa thuyền tới bên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con ơi mong manh bấp bênh bao sóng xanh sợ chìm theo sóng đánh. Mẹ ơi xin cứu du chờ che lúc nguy nan cho thuyền con phần trình bày của hai ca sĩ Diệu Hiền và Xuân Trường đã kết thúc chương trình hôm nay. Chúng tôi ước mong mỗi gia đình luôn chạy đến mẹ khẩn cầu, xin mẹ dắt dìu chở che. Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo.